Ngày 4 tháng 5, Hội Nghề cá Việt Nam có văn bản gửi văn phòng chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Ngoại giao, Ban đối ngoại Trung ương, phản đối phía Trung Quốc ban hành quy chế cấm đánh bắt cá trên Biển Đông năm 2020. Hội Nghề cá Việt Nam cho biết Trung Quốc đã có thông báo quy chế cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, phạm vi cấm đánh bắt trải dài từ vùng biển phía Bắc Biển Đông đến 12 độ Vĩ Bắc, bao gồm cả một phần vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2020 đến ngày 16 tháng 8 năm 2020. Quy chế này xâm phạm chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và các vùng biển của Việt Nam, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý, gây cản trở sản xuất trên biển của ngư dân Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và các văn bản pháp lý quốc tế có liên quan.